Alo, chào mọi người, chào mừng mọi người đến với blog Khi Tôi Tỉnh Giấc. Thì hôm nay chúng ta làm một chủ đề khá là kiểu bắt đầu một chủ đề khá là nhẹ. Thì, nhưng mà cái câu hỏi này thì mình rất là hay được mọi người hỏi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về 7 cái dấu hiệu cho chúng ta biết là chúng ta bắt đầu với cái hành trình thức tỉnh tâm linh. Tức là làm sao để biết là chúng ta đã thức tỉnh tâm linh hay là chưa. Thì trước đó mình muốn làm rõ với mọi người là thức tỉnh tâm linh á, nó chỉ là một cái mốc đầu thôi, nó là một cái khởi đầu. Và sau đó thì bạn sẽ còn phải thức tỉnh thêm nhiều lần nữa. Bạn sẽ sống và bạn sẽ chết rất là nhiều lần. Thì đấy là dấu hiệu cho những bạn mới bắt đầu hành trình thôi ha. Khi mà các bạn còn phân vân và có cái câu hỏi này, thì dấu hiệu đầu tiên đó chính là bạn sụp đổ. Bạn ở trong một cái sự sụp đổ toàn diện. Có nghĩa là cái sự sụp đổ này nó không chỉ là với về công việc, hoặc là về tình yêu, hay là về gia đình, mà bỗng chốc thì rất là nhiều thứ sụp đổ cùng một lúc. Và nó là một cái gì đó mà tất cả những cái niềm tin của bạn trước đây, ví dụ như là phải thế này mới là tốt, phải thế kia mới là tốt, ví dụ như là phải làm công việc này mới là tốt, rồi phải có công việc ổn định mới là tốt, phải lấy chồng mới là tốt, phải sống cuộc sống kiểu rất là đẹp này đây mai đó mới là tốt. Thì bỗng nhiên một ngày nào đó tất cả những cái giá trị như thế này nó sụp đổ. Và cái sụp đổ này á, khi mà bạn đi sâu trên hành trình tâm linh ấy, thì mình hay nói với mọi người á, nó là cái chết đầu tiên của bản ngã, của cái tôi. Thì chỉ khi mà cái tôi nó chết đi, cái bản ngã nó chết đi ở cái lần đầu tiên đó, nó có cái sự chết đi một cách trọn vẹn như thế và toàn phần như thế, thì nó mới, thì chúng ta mới có thể là nghe được cái trí tuệ. Lúc đó thì cái trí tuệ nó mới bắt đầu trả lời. Bởi vì khi mà nó chết đi toàn bộ như thế thì cái sự đầu hàng đang diễn ra, và chúng ta không còn sức để mà chống cự. Cái tôi nó không còn sức để chống cự nữa. Và chỉ khi mà chúng ta chấp nhận với cái sự sụp đổ đó, thì cái trí tuệ nó mới bắt đầu biểu hiện, vũ trụ mới có thể trả lời. Dấu hiệu thứ hai của cái việc là bạn đã ở trên bắt đầu cái hành trình thức tỉnh tâm linh hay là chưa, đó chính là bạn đặt câu hỏi. Tức là hãy quán chiếu xem, nếu như ở trong quá khứ bạn đã từng đặt cái câu hỏi là tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây, tôi đến đây vì việc gì, tại sao lại có cái gì đó sai sai, tại sao luôn luôn có cái gì đó mà nó sai sai xung quanh tôi chẳng hạn. Rồi có thể bạn đặt câu hỏi là ủa, mọi người chết thì đi về đâu, một người chết thì sẽ đi về đâu, mọi người chết thì sẽ đi về đâu, khi mình chết thì sẽ đi về đâu, rồi tại sao con người lại được sinh ra, tất cả chúng ta đang sinh ra cho cái điều gì, liệu có một cái ý nghĩa nào đó lớn hơn so với cái việc mà mình đang ở đây hay là không. Thì nếu như mà bạn đã từng đặt một trong những câu hỏi đó, hoặc là thậm chí câu hỏi là làm sao để thoát ra khỏi sanh lão bệnh tử, hoặc là làm sao để thoát khỏi khổ, thì nếu như bạn mà đã từng đặt câu hỏi đó, đặt những câu hỏi như vậy á, thì hãy biết là vũ trụ nó luôn luôn có một cơ chế, là nếu như bạn gõ cửa thì cửa sẽ luôn mở. Và nếu như bạn có một cái năng lượng của câu hỏi gửi vào ấy, thì cái lời hồi đáp nó sẽ luôn đến. Và nó giống như là bạn đang quay số gọi điện thoại. Khi mà bạn đặt câu hỏi đó, nó giống như là cái mật mã mà bạn đang gọi cho vũ trụ. Và vũ trụ biết là đã đến lúc mở ra vén màn cái sự thật cho bạn. Thì nếu như bạn từng đặt cái câu hỏi đó, thì bây giờ nó là cái câu trả lời cho bạn. Cái thứ ba, mà dấu hiệu thứ ba mà chúng ta biết khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta trải nghiệm nó, thì chúng ta biết là chúng ta đang ở trên cái hành trình thức tỉnh tâm linh là gì. Thì một lần nữa, tất cả mọi thứ đều là năng lượng, cho nên bạn sẽ bắt đầu bị thu hút bởi những cuốn sách về tâm linh, huyền học, và các cái bộ môn tương ứng, và những cái kênh blog tương ứng. Tức là tất cả mọi thứ nó đều rung động, cho nên khi mà bạn rung động cùng với những cuốn sách đó, những người đó, thì điều đó nó có nghĩa là bạn thức tỉnh thôi. Và có một điều nữa là
Giả sử như cách đây 10 năm bạn đọc cái cuốn sách này, bạn chả hiểu nó đang nói gì, tự nhiên bây giờ bạn đọc bạn hiểu. Bởi vì cái tâm nhận thức của bạn nó đang được tăng lên. Và ở sâu thẳm trong bạn á, nó nhận ra được những cái sự thật ẩn chứa dưới những cái câu chuyện đấy. Dấu hiệu thứ tư để mà cho chúng ta biết là chúng ta đang trải nghiệm thức tỉnh tâm linh là gì? Là bạn thấy rất là nhiều những con số lập, hoặc là con số ngày sinh, hoặc là con số của một cái người mà khá là quan trọng với bạn. Ví dụ như là 1111, 2222, 222 chẳng hạn. Và sau này thì nó sẽ càng ngày nó sẽ càng nhiều. Nó nhiều đến mức mà tất cả những người mà nhắn tin cho bạn, hay là bỗng nhiên một ai đó, một cái số lạ gọi vào, thì nó cũng sẽ gọi vào cái giờ đấy. Thì cái chuyện gì nó đang diễn ra? Lúc đó bạn, vũ trụ đang cho bạn biết bạn không phải là một cá thể độc lập ở trong vũ trụ. Và vũ trụ sẽ luôn hồi đáp. Và đó là cái cách mà vũ trụ hồi đáp cho bạn, tức là cái cách mà vũ trụ trả lời cho bạn, cho dù cái con số đấy nó có nghĩa là gì đi chăng nữa ha. Nhưng mà nếu như mình rảnh rỗi hoặc mình muốn chia sẻ thì mình sẽ làm một clip về cái những cái con số đấy. Nhưng mà nhìn chúng thì khi mà một cái con số nó biểu hiện ấy, thì sau này khi với mình ấy, khi mà nó quá nhiều, một lúc nó biểu hiện thì mình dành để hít thở. Mình xem nó như là cái tiếng chuông thức tỉnh, và mình xem nó như một cái sự vỗ vai của vũ trụ, và là ta đang còn ở đây, tất cả chúng ta đều đang ở đây. Dấu hiệu thứ 5 của thức tỉnh tâm linh đó chính là gì? Bạn có những cái trải nghiệm mà không thể tin được. Thì với một số người, đặc biệt là những người mà càng tâm trí mạnh ha, thì các bạn vũ trụ có thể rất là nhiều khả năng họ sẽ gõ cửa, sẽ gõ cửa với bạn thông qua cái việc đấy. Tức là bạn sẽ có một số cái trải nghiệm, ví dụ như là bạn sẽ nhìn thấy những cái năng lượng, bạn sẽ trải nghiệm nhìn thấy những cái năng lượng mà nó không phải là con người chẳng hạn. Hoặc là có thể là bạn sẽ có một cái trải nghiệm gì đó, ví dụ như là bạn tách ra và bạn nhìn thấy cái cơ thể của bạn đang ở đó, và bạn nhận diện ra bạn là một cái gì đó mà nó không phải là cái cơ thể, cái mà bạn thường đồng hóa với, không phải là một cái tôi riêng biệt chẳng hạn. Hoặc là bạn sẽ bắt đầu có những cái giấc mơ nó rất là chân thật, thì nó có thể là những cái giấc mơ về tiền kiếp gì đó nó biểu hiện. Thì bạn có thể sẽ trải qua một trong số những cái điều này, hoặc là tất cả những cái điều này. Thậm chí bạn cũng sẽ trải qua một vài những cái giấc mơ tiên tri, một số cái giấc mơ dự báo. Thì nó đơn giản là bởi vì bạn đã có nhạy cảm hơn, và vũ trụ đang còn làm cho bạn thấy là bạn không phải là cái tôi nhỏ bé như thế. Dấu hiệu số 6 đó chính là bạn bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn. Và có những cái người mà bạn gặp á, thì không hiểu tại sao bạn lại cảm nhận có một cái gì đó, nó là cái kết nối rất là mạnh mẽ giữa bạn với người đó, hoặc là giữa bạn với cái nhóm người đó. Hoặc là tự nhiên khi mà bạn gặp một ai đó thì tự nhiên bạn khóc, xong bạn trào ra. Thì lúc đó bạn đang bớt sống ở cái tầng của tâm trí đi, và có cái gì đó ở trong cái linh hồn của bạn, ở trong cái tâm thức của bạn, nó rung động rất là sâu, và nó cảm nhận được những cái kết nối này. Và dấu hiệu thứ 7 đó chính là những cái thay đổi ở trên cái cơ thể vật lý. Thì trong cái giai đoạn mà bạn bị sụp đổ đó, thì nó có thể sẽ diễn ra những cái trạng thái, ví dụ như là da của bạn có bị mọc mụn. Trước đây bạn chưa từng trải nghiệm nhưng mà nó sẽ mọc mụn rất là nhiều chẳng hạn. Hoặc là bạn sẽ tăng cân. Thì đó là cái giai đoạn mà bóng tối linh hồn ha. Còn sau cái giai đoạn đó thì bắt đầu bạn sẽ có những cái sự cải thiện, da mặt của bạn sáng lên. Tức là mình sẽ không nói là cái đẹp theo cái lối hiện tại, nhưng đơn giản là nó nhìn lanh lặn, khỏe mạnh. Tóc tai của bạn nhìn cũng khỏe khoắn hơn. Bạn phát ra cái năng lượng mà tích cực hơn. Bạn ít bị ốm vặt hơn. Ví dụ như là hồi trước mà cách đây rất là nhiều năm á, mình là một người rất là hay ốm vặt, thì sau này mình không có con như thế nữa.
Và có những cái sự thay đổi, ví dụ như là đó, bắt đầu bạn nhìn nhận và cảm thấy hài hòa về cái mặt cân nặng, không có còn cảm giác là bạn béo hay bạn gầy hay bạn thế nào nữa. Thì tất cả mọi thứ nó đều là năng lượng, và khi mà bạn trải qua cái bằng tướng linh hồn ấy, thì có thể là cái cơ thể nó sẽ có những cái biểu hiện để nó cảnh báo, và khi mà bạn vượt qua đó và bạn có thể làm việc được nó, thì tâm là sinh tướng mà. Và khi mà bạn suy nghĩ thanh nhẹ hơn thì bắt đầu nó cũng sẽ có những cái sự biểu hiện như thế lên cái cơ thể của bạn. Ok, và dấu hiệu số 8 đó chính là cái nhận thức của bạn nó thay đổi hoàn toàn. Có nghĩa là nói sao nhỉ? Lúc trước ạ, bạn khi mà bạn quán chiếu lại con người của bạn lúc trước và quán chiếu lại cái con người của bạn vào cái thời điểm hiện tại, bạn không nhận ra, bạn không nhận ra, bạn cảm thấy là ủa, đây là hai con người nó khác nhau một cách hoàn toàn. Yeah. Thì đấy là cái dấu hiệu rõ nhất, dấu hiệu số 8. Và biết ơn mọi người, đây là 8 cái dấu hiệu để cho bạn biết là bạn đã ở trên cái hành trình thức tỉnh tâm linh. Biết ơn và hẹn gặp lại mọi người. Tạm biệt mọi người.